À, kính thưa cô chú và anh chị em đã trở lại số video tiếp theo của anh em chúng tôi. Lời nói đầu tiên xin gửi lời chào và lời chúc đến toàn thể cho quý vị buổi sáng ngày hôm nay an lành. Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại lễ dỗ mộ bà ở Cái Nai.